Nhãn hàng trang phục Linh Plus hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trang phục Linh Plus với 5 HTP và các thảo dược tự nhiên đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trang phục Linh Plus cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hỗ trợ giảm triệu chứng sau 2 tháng sử dụng. Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Sống Khỏe Đời Vui được phát sóng vào lúc 17:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng Trang phục Linh Plus đã đồng hành cùng với chương trình. Kính thưa quý vị khán giả, hội chứng ruột kích thích hay còn gọi là đại tràng co thắt là một rối loạn tiêu hóa đặc trưng bởi triệu chứng đau bụng và thay đổi thói quen đi đại tiện. Tuy nhiên, khi người bệnh đi khám và làm các xét nghiệm thì lại không thấy bất kỳ một tổn thương thực thể nào. Hội chứng ruột kích thích không gây nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng lại có những triệu chứng vô cùng khó chịu làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Vậy làm thế nào để điều trị dứt điểm được hội chứng ruột kích thích? Ngày hôm nay, Thanh Phương xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, là giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ ạ. Vâng, chào MC Thanh Phương. Kính chào khán giả của chương trình. Vâng ạ, và trước khi lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ, Thanh Phương kính mời bác sĩ cùng theo dõi phóng sự của chương trình ngày hôm nay và gặp gỡ với nhân vật của chương trình nhé. Dạ, mời bác sĩ. Hai chúng em xin mến chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Sống Khỏe Đời Vui. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cùng gặp gỡ chú Đỗ Minh Đức và chú sẽ đem đến cho chúng ta câu chuyện như thế nào. Xin mời quý vị hãy cùng Hà Chú Quang gặp gỡ và trò chuyện với chú nhé. Dạ, cô ơi, cô cho con hỏi thăm. Gì đó con? Dạ, con chào cô. Con đến từ chương trình Sống Khỏe Đời Vui. Dạ, ngày hôm nay là con tìm nhà chú Đức. Đây có phải nhà chú Đức không cô? Đúng rồi, nhà chú Đức nè con. Mời con vào nhà chơi. Dạ, con cảm ơn cô. Cô chú khỏe chứ cô? Cô thì khỏe, còn chú thì cái bệnh đại tràng co thắt nó cũng hơi mệt. Chú ở trong nhà hả cô? Chú ở trong nhà. Dạ, cho con vô con hỏi thăm chú. Rồi, được rồi, con vào đây. Dạ. Rồi, vào đây con. Dạ. Anh Đức ơi, có Hà Chí Quang đến thăm anh nè. Dạ. À, chú chào Quang. Dạ, con chào chú. Ngồi đi con. Mời dạ, con ngồi đây với chú. Dạ. Rồi, vậy hai chú cháu ngồi nói chuyện ha. Để cô vào, cô chuẩn bị làm cơm. Dạ. Dạ, con đến từ chương trình Sống Khỏe Đời Vui. Dạ, thưa chú, không biết là tình trạng sức khỏe chú dạo này khỏe không ạ? Dạo này thì chú không được khỏe lắm cháu ạ. Chú bị mắc cái bệnh hội chứng ruột kích thích. Chú bị cái bệnh này cách đây mười mấy năm rồi, cũng đi khám ở nhiều nơi lắm nhưng người ta không phát hiện ra cái bệnh của chú. Khi mà chú khám ở bệnh viện bình dân á, người ta mới phát hiện ra, người ta kết luận chú là bị hội chứng ruột kích thích. Mình với những cái triệu chứng gì? Triệu chứng của cái bệnh này á, thì là nó làm đau, đau cái vùng bụng dưới. Rồi nhiều lúc là nó làm cho mình người nó bừng bừng lên, thậm chí là mồ hôi nó rịn ra ở mặt, thoát mồ hôi ra. Đầu óc nó bị mụ mẫm luôn á. Để lâu á là nó khi bị nhức đầu luôn á. Vậy có ảnh hưởng tới cái công việc hàng ngày của chú không? Mà công việc lúc đó là chú làm công việc gì ạ? Công việc của chú là làm kế toán. Công việc này phải ngồi nhiều. Nhiều khi mình làm việc mình quên mất cái chuyện là phải đứng dậy, vận động cho người nó khí huyết nó lưu thông. Ngủ cũng thì cũng bị, đêm cũng bị, ngày cũng bị. Đặc biệt là những cái lúc mà chú làm việc căng thẳng này. Dạ. Rồi là lúc chú hồi hộp này. Dạ. Là cũng bị nữa. Vậy là một ngày là mình, nó gây cho mình đi bao nhiêu lần chú? Có lúc đi nhiều nhất là có thể tới 5-6 lần liền. Nó là như thế đó. Vậy rất là mệt. Mà cái phân mà nó đi ra đó là nó không có tốt. Dạ. Nó như là phân sống á, nó cứ rời rạc ra, rất là khó chịu. Đặc biệt là những cái lúc như thế này thì là dễ bị này, xem điện thoại, coi điện thoại, hoặc bắt đầu mở máy vi tính ra, hoặc là cái lúc mà chú chuẩn bị chú sắp sửa đi đâu đó là lúc là bị đó. Cái tình trạng của chú vậy cô cảm thấy lo lắng. Lo lắng mất ăn mất ngủ. Ông bệnh thì ông bị vậy cô rất là buồn. Đưa đi khám khắp nơi. Cũng có tìm đủ thứ.
Tây, thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc chị cũng có đầy đủ hết, không thấy cải thiện nhiều. Chú đã dùng qua những loại thuốc gì chứ? Chú đi khám ở bệnh viện, người ta cho chú bổ sung cho chú thuốc lợi khuẩn, rồi là men tiêu hóa. Yeah. Không khỏi, chú lại tiếp tục sắc thuốc uống, sắc thuốc Nam, thuốc Bắc. Thế chú uống cái đó cũng không khỏi. Trong cái vấn đề ăn uống á, chú phải để ý rất nhiều tới các cái loại thực phẩm. Nếu mà chú mà ăn nhiều rau xào thì hôm sau là chú lại bị cái đó là đối với cơ thể chú là khó tiêu. Dạ, chú thì chú có thể cho con coi cái bệnh án của chú một chút xíu. Đây, bệnh án của chú đây. Dạ. Dạ chú có thể giải thích nhiều hơn, tại vì trong đây con thấy là bác sĩ có chuẩn đoán là bị bệnh đái tháo đường. Cái bệnh nền chủ yếu của chú là cái bệnh đái tháo đường type 2 mà chú không phát hiện ra. Trong cái vấn đề ăn uống mình phải kiêng khem rất là nhiều thứ, đúng không chú? Đúng, tại vì cái bệnh tiểu đường á là phải kiêng khem những cái chất bột đường. Dạ. Đương nhiên là chất ngọt là phải hạn chế tối đa luôn á. Dạ. Mà bây giờ lại bị cái hội chứng ruột kích thích nữa, càng phải để ý tới cái vấn đề ăn uống hơn. Dạ thưa chú, sau khi nghe qua cái bệnh án cũng như là tình hình của chú thì con cảm thấy thấu hiểu được cái căn bệnh đại tràng co thắt và hội chứng ruột kích thích rất gây khó khăn trong cuộc sống của chú. Bây giờ thì chương trình Sống Khỏe Đời Vui xin mời chú cũng như tất cả quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với phim trường để nghe các chuyên gia tư vấn về căn bệnh này và tìm ra cách điều trị cho chú. Dạ, dạ con xin mời chú. Dạ thưa bác sĩ, trong phóng sự vừa rồi thì chú Đỗ Minh Đức có chia sẻ là chú bị hội chứng ruột kích thích đại tràng co thắt. Vậy căn bệnh này là như thế nào và nguyên nhân do đâu dẫn đến tình trạng này thế ạ? Dạ vâng, cái hội chứng mà ruột kích thích đó là một cái tình trạng rối loạn tiêu hóa mà rất là thường gặp, và đặc biệt của nó là tái đi tái lại rất là nhiều lần trong cái cuộc sống của cái người bệnh. Hay thường gặp nhất của cái hội chứng ruột kích thích đó là triệu chứng đau bụng. Có nhiều người thì đau âm ỉ thôi, có những người thành những cái đau mà đau dữ dội, quặn từng cơn. Kèm theo đau thì thường có cái rối loạn đi tiêu, cái người mà có thể là bị tiêu chảy nhiều lần trong ngày. Ngoài ra thì cái hội chứng ruột kích thích, ngoài cái triệu chứng đau bụng và kèm theo rối loạn đi tiêu thì còn có triệu chứng là chướng bụng, đầy hơi và đôi khi làm cho bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi, và có những trường hợp nó làm cho cái suy nhược của cơ thể luôn. Thế thì nói về cái nguyên nhân của cái hội chứng ruột kích thích đó, thì cái nguyên nhân sâu xa nhất của nó là do cái rối loạn cái hệ thần kinh ruột. Có nghĩa là cái cơ thể của người ta vì một nguyên nhân nào đó mà nó làm cho cái hệ thần kinh mà điều khiển từ não xuống đến ruột đó, nó bị rối loạn, do đó nó gây nên cái triệu chứng này. Thì cái nguyên nhân sâu xa nhất đó là do về cái những cái stress về thần kinh. Bên cạnh đó thì thường nó xuất hiện là nó hay có cái tính gia đình. Có nghĩa là nếu trong gia đình chúng ta có bố mẹ mà bị cái hội chứng ruột kích thích thì con cháu cũng có thể bị cái hội chứng ruột kích thích. Ngoài ra thì những yếu tố có thể ảnh hưởng đến cái hội chứng ruột kích thích đó là cái chế độ dinh dưỡng. Nếu chúng ta ăn uống không điều độ là một. Cái thứ hai là chúng ta ăn những cái thức ăn mà cơ địa của chúng ta dị ứng. Thứ kế nữa là chúng ta sử dụng những cái chất kích thích. Lấy ví dụ như những bạn là cứ uống cà phê vô là bị đau bụng. Có bạn thì uống rượu thì bị. Rồi còn một cái nguyên nhân nữa là do chúng ta bị nhiễm trùng đường tiêu hóa. Vừa rồi bác sĩ cũng có nhắc đến một trong những cái yếu tố rất là quan trọng dẫn đến hội chứng ruột kích thích khởi phát và ngày càng tiến triển nặng hơn, đó là stress. Phải có cách nào để chúng ta có thể đừng có bị stress trong cuộc sống với bộn bề những lo toan như thế này hay không ạ, thưa bác sĩ? Để giải quyết những cái stress á, tôi lấy ví dụ như công việc thì chúng ta phải cái điều phối cái công việc của chúng ta, có nghĩa là chúng ta sắp xếp cái công việc của chúng ta làm sao để chúng ta tránh được cái này. Cái thứ hai nữa là nếu chúng ta học hành thì chúng ta phải giải quyết, hoặc là trong công việc và cuộc sống chúng ta phải giải quyết cái đó. Cái may mắn nhất là hiện nay do cái khoa học công nghệ hiện đại nên các nhà khoa học người ta đã tìm ra được những cái hoạt chất, mà những hoạt chất đó nó có khả năng là gì, điều tiết lại cái stress của chúng ta, và như vậy nó sẽ góp phần làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Thì đối với cái hội chứng ruột kích thích là do mất cân đối, nghĩa là mất cái điều hòa giữa cái hệ thần kinh của não và cái ruột, nên hiện nay các nhà khoa học đã chiết xuất ra được một cái hoạt chất người ta gọi đó là 5-HTP. 5-HTP này là một cái hoạt chất được chiết xuất từ một cái hạt, mà cái hạt này nó ở châu Phi, và người ta đã thấy rằng là nó có tác dụng là gì? Điều hòa lại cái hoạt động dẫn truyền thần kinh từ não xuống đến ruột. Do đó nó làm cho ruột của chúng ta nó điều hòa lại, và do đó nó sẽ làm ruột của chúng ta co bóp nhịp nhàng hơn, và khi đó cái cơn đau nó sẽ không xuất hiện. Bên cạnh đó thì cũng có một cái chiết xuất là từ những cái vắt của cái tế bào mà người ta gọi là tế bào của vi khuẩn ở trong đường ruột đó, người ta gọi đó là cái chất là IMU gamma.
Iwi Magma có một cái đặc điểm là khi chiết xuất thì mục tiêu của các nhà khoa học là gì? Là làm tăng cường cái hệ thống miễn dịch của cơ thể, do đó góp phần làm cho cơ thể của chúng ta gì có cái sức chịu đựng tốt hơn, tăng cường cái hệ miễn dịch của đường tiêu hóa, do đó nó làm cho cái gì tăng cường cái sự hấp thu của đường tiêu hóa nhiều. Và đặc điểm là đối với Iwi Magma thì lại có tác dụng là gì? Bảo vệ cái hệ thống của cái tế bào của những cái vi khuẩn đường ruột của chúng ta và hạn chế cái sự phát triển của những cái vi khuẩn mà không có lợi cho cái đường tiêu hóa, nên nó sẽ hạn chế đi những triệu chứng ví dụ như tiêu chảy hoặc là rối loạn tiêu hóa vân vân. Cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ, trong phóng sự vừa rồi thì chú Đức có chia sẻ là chú bị hội chứng ruột kích thích này, cứ bị tái đi tái lại mà không điều trị dứt điểm được. Vậy chú Đức có thể sử dụng sản phẩm có chứa hoạt chất 5-HTP như bác sĩ vừa mới chia sẻ được không ạ? Dạ vâng. Như tình trạng của chú Đức á thì tôi cũng xin nhắc là cái hội chứng ruột kích thích là một cái bệnh lý mà gọi là mãn tính. Nó hay tái phát và nếu chúng ta điều trị thì chúng ta phải điều trị về cái nguồn gốc, cái gọi là cái cơ chế của nó. Có nghĩa đây là một cái bệnh lý mà do rối loạn cái hệ thống thần kinh của não và ruột. Do đó chú Đức có thể sử dụng những cái sản phẩm mà có 5-HTP và Iwi Magma. Vâng thưa bác sĩ, và chú Đức còn có một lo ngại nữa ạ, đó là chú bị nhiều bệnh nền. Vậy thì sử dụng sản phẩm thì có ảnh hưởng gì hay không mà thưa bác sĩ? Trong cái sản phẩm á, thì nó không phải là chỉ có cái 5-HTP và Iwi Magma mà còn có sự phối hợp của các cái dược liệu. Mà những dược liệu đó, đó theo người đông y đó là cái dược liệu có tác dụng kiện tỳ và an thần. Trong cái bạch chuột đó thì có tác dụng là gì? Nó điều hòa lại cái hoạt động co thắt của đường tiêu hóa, bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa. Và cái thứ hai nữa là trong đó có bạch linh và bạch thược. Thì bạch linh và bạch thược ngoài cái tác dụng là kích thích cái đường tiêu hóa trở lại thì có giảm đi cái gì? Cái tiết của cái dịch vị của đường tiêu hóa, tăng cái sự hấp thu những cái chất. Và như vậy nó sẽ góp phần làm cho sức khỏe của chú sẽ tăng cường hơn là một. Thứ hai là cái thần kinh của chú cũng nhẹ lại khi phối hợp với lại 5-HTP. Và trong đó lại có hoàng bá, có tác dụng là gì? Là kháng khuẩn và kháng viêm. Do đó nếu mà trong trường hợp mà vô tình chúng ta ăn phải cái gì đó mà nó gây nên cái tình trạng nhiễm khuẩn đường tiêu hóa thì như vậy nó sẽ có tác dụng là ngăn ngừa cái hệ thống nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Tóm lại với cái tình trạng của chú Đức á, thì có thể dùng sản phẩm này mà không hề ảnh hưởng gì đến các cái bệnh nền mà chú đang có, mà thậm chí nó lại có lợi nữa là khi kết hợp những cái thành phần này á, thì nó vừa có tác dụng là tăng cường là hoạt động của cái đường tiêu hóa, là tăng cái sự hấp thu, nó tốt cho sức khỏe là một. Thứ hai có tác dụng bình ổn thần kinh lại, bảo vệ tế bào gan và nó bảo vệ tế bào niêm mạc, do đó nó sẽ có lợi cho cái sức khỏe của chú hơn. Trang phục Linh Blood với 5-HTP và các thảo dược tự nhiên đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích và viêm đại tràng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trang phục Linh Blood cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hỗ trợ giảm triệu chứng sau 2 tháng sử dụng. Và thưa quý vị khán giả thân mến, với chủ đề của chương trình thì chúng tôi nhận được khá nhiều những câu hỏi thắc mắc của quý vị khán giả. Và cho phép chúng tôi xin được kết nối với vị khán giả đã gọi điện thoại đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Xin được kết nối với vị khán giả tên là Thùy Linh ạ. Thưa bác sĩ, hơn 3 tháng nay thì tôi hay bị đau quặng bụng. Có lúc thì sợ thấy cục cứng ở bụng, đầy hơi và đi ngoài nhiều lần. Đau bụng đi ngoài xuất hiện khi tôi bị hồi hộp hoặc là lo âu. Vậy thì có phải là tôi đã bị đại tràng co thắt không? Xin cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn câu hỏi của chị Linh. Thật sự ra đó, thì khi chúng ta có một cái dấu hiệu là khi chúng ta căng thẳng lo lắng nhiều mà chúng ta lại có cái dấu hiệu là đi tiêu hoặc là đau bụng và đi tiêu lỏng nhiều lần trong ngày, và đặc biệt của cô Linh là kéo dài trong vòng 3 tháng, thì tôi nghĩ đây có thể là một cái bệnh lý của hội chứng ruột kích thích. Tuy nhiên, để chắc chắn cho cái chẩn đoán của cô thì tôi nghĩ là cô nên đến cái cơ sở y tế mà sớm nhất để chúng ta có thể có một cái chẩn đoán thích hợp. Vì sao? Vì hội chứng ruột kích thích chỉ được chẩn đoán khi mà chúng ta làm xét nghiệm và chúng ta nội soi cái ruột mà không hề có một cái dấu hiệu bệnh lý nào, thì khi đó mới được chẩn đoán là hội chứng ruột kích thích. Và nếu chúng ta chỉ là bị cái hội chứng ruột kích thích không thôi thì cũng xin chúc mừng cô, là vì đây là một cái bệnh lý mà có thể giải quyết được khi chúng ta giải quyết cái stress, và hiện nay cũng có một số cái thuốc có thể sử dụng để giải quyết cái triệu chứng cũng như cái bệnh lý này. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ. Chúng tôi xin được kết nối với vị khán giả tiếp theo, đó là anh Thanh Hùng, 33 tuổi, ở Gò Vấp. Thưa bác sĩ, ba tôi năm nay đã 55 tuổi, ông bị hội chứng ruột kích thích khá nặng và cũng đã điều trị nhiều loại thuốc nhưng không hiệu quả. Vừa qua, tôi có nghe đến sản phẩm chiết xuất từ thảo dược là hoàng bá, bạch ruột, bạch phục linh, bạch thược kết hợp với Iwi Magma và 5-HTP.
bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về tác dụng của sản phẩm này được không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Đây là một cái sản phẩm mà nó được kết hợp một cách hài hòa giữa cái y học hiện đại và y học cổ truyền. Là vì sao? Vì trong đó nó có cái 5-HTP và cái Immugamma. Đây là hai cái hoạt chất được chiết xuất ra và có với cái mục đích là điều hòa lại cái hệ thống thần kinh của não và ruột. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là có tác dụng là tăng cường cái hoạt động miễn dịch của hệ tiêu hóa và đặc điểm là nó duy trì cái hệ thống có là vi sinh của đường ruột. Do đó nó sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta tốt hơn, sẽ làm cho chúng ta giảm đi cái triệu chứng của một cái cơn đau bụng và nó sẽ không có xuất hiện cái cơn đau tái phát nhiều lần nữa. Là một, cái thứ hai là chúng ta sẽ điều hòa lại, có nghĩa là đi tiêu nhịp đều lại và không còn cái triệu chứng là đi tiêu phân ra lỏng và nhiều lần trong ngày hoặc là đi tiêu táo bón. Bên cạnh đó thì sẽ giảm đi cái triệu chứng đầy hơi chướng bụng và cảm giác là sẽ ăn ngon miệng hơn. Đặc biệt là sẽ làm cho chúng ta hấp thu tốt hơn. Nên khi sử dụng một thời gian dài sẽ làm cho cái gì? Cái sức khỏe của chúng ta được nâng lên. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những lời tư vấn mà bác sĩ đã gửi đến chương trình ngày hôm nay ạ. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phóng sự nha. Xin mời bác sĩ ạ. Dạo này anh uống đỡ rồi phải không? Tôi thấy đỡ nhiều đấy. Ôi vậy mừng rồi. Con chào cô chú. Dạ, dạ con chào cô chú. Quang hả? Dạ. Ngày hôm nay con quay lại đây để thăm sức khỏe của chú. Không biết tình hình của mình sao rồi chú? Dạo này sức khỏe của chú thấy tốt hơn ngày trước rất là nhiều. Dạ. Nghe chuyên gia người ta tư vấn cho chú và chú đã sử dụng cái sản phẩm Tràng Phục Linh Plus này là phát hiện ra một cái vấn đề là nó đúng cái bệnh của chú. Đó là trong đó nó có một cái chất là 5-HTP là sử dụng cho những người bị hội chứng ruột kích thích. Hay quá, đúng cái bệnh của chú luôn. Chú tìm hiểu rất là kỹ về cái căn bệnh của mình. Dạ, và ngày hôm nay đến đây thăm chú thì con cũng có một món quà gửi tặng cho chú. Dạ, chú coi coi ở trong đây là gì ạ? Để chú coi. Chú đúng sản phẩm mà chú đang dùng. Dạ đúng quá rồi. Tốt rồi. Con mang đến tặng chú là hy vọng là chú sẽ tiếp tục cái liệu trình của mình cho mình có một cái sức khỏe tốt hơn. Cô vui lắm. Dạ. Tức là cô cái vụ mà chăm sóc ăn uống nó cũng đỡ hơn trước nhiều. Uống cái sản phẩm thì trong 3 tháng đầu tiên là chú đã thấy có chuyển biến rồi. Dạ. Chuyển biến lúc đó là nó cỡ khoảng chừng độ 60-70%. Dạ. Sau khi uống đến tháng thứ 4, thứ 5 là chú thấy nó đỡ được tới 70-80% tới bây giờ luôn. Nhưng bây giờ thì một ngày chú chỉ đi một lần hoặc cùng lắm là 2 lần là nhiều rồi. Nó rất ổn định, nhưng chú cũng lưu ý rằng vẫn phải chú ý tới cái vấn đề ăn uống. Dạ. Sao cho nó hợp lý nữa. Dạ. Để duy trì cái tình trạng đó nó mới được lâu bền. Ngày xưa là mỗi lần đi chơi xa. Dạ. Là rất lo cái chuyện là mình đi vệ sinh không đúng giờ giấc nó phiền phức ghê lắm. Còn bây giờ thì thoải mái. Đi vô tư rồi. Thì chú cũng có một số cái kinh nghiệm như thế này. Là những cái triệu chứng của cái bệnh này á, thì mình có thể là mình khắc phục nó khi mà nó bị kích thích ruột mà nó mới chớm thì dừng tất cả những công việc mình đang làm lại. Dạ. Ví dụ như mình đang xem điện thoại mà nó bị thì mình dừng lại đã, rồi sau đó mình xoa tay vào bụng. Yeah. Xoa cho tới khi nào mình cảm thấy ổn định thì mình mới lại tiếp tục công việc. Yeah. Đấy, bây giờ kinh nghiệm của chú nó là như thế đó. Và con cũng mến chúc cho cô chú có sức khỏe, luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc với gia đình mình. Chú cảm ơn Quang đã tới thăm hỏi chú. Dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ, con cảm ơn cô. Con cảm ơn Quang nhiều. Những lưu ý từ chuyên gia để cải thiện hội chứng ruột kích thích đại tràng co thắt. Chọn lựa thực phẩm sạch, an toàn, không chứa hóa chất và chất bảo quản. Tránh thức ăn có hàm lượng dầu mỡ quá cao, đồ ăn nhiều đạm hay đồ cay nóng. Hạn chế ăn các loại rau sống, gỏi. Hạn chế dùng các chất kích thích như bia rượu, thuốc lá, cà phê, v.v. Chú ý tuyệt đối không được bỏ bữa. Có chế độ sinh hoạt hợp lý, tránh bị stress trong cuộc sống, công việc. Tập luyện thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe và giải tỏa căng thẳng. Bên cạnh đó, bệnh nhân cần kiên trì sử dụng những sản phẩm kết hợp Đông Tây Y của 6 thành phần 5-HTP, Immugamma, Bạch Trục, Bạch Thược, Bạch Phục Linh, Hoàng Bá trong khoảng thời gian tốt nhất là 3-6 tháng để bệnh ổn định lâu dài, hạn chế tái đi tái lại nhiều lần.
Xin được cảm ơn bác sĩ đã có những chia sẻ rất là hữu ích dành cho chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus đã đồng hành cùng với chương trình. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình lần sau. Nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus hân hạnh đồng hành cùng chương trình.